Thông tin từ Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, vào hơn 23 giờ ngày 2 tháng 5, đối tượng Trương Tính, sinh năm 1990, có biểu hiện ngáo đá, đã lên lầu 2 tại nhà ở địa chỉ số 21/42, đường ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông và dùng dao sát hại 3 người, gồm mẹ ruột sinh năm 1963, bà ngoại sinh năm 1942 và một người cô sinh năm 1965. Lúc này trong nhà cũng có 3 người thân khác của Tính, trong đó có một bé gái 13 tuổi, đã kịp trốn trong tủ quần áo, trong hốc kính, nên may mắn thoát được lưỡi dao cuồng sát của gã thanh niên ngáo đá. Sau khi gây án, Tính lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Nhận tin báo về vụ thảm sát thương tâm này, Công an quận Bình Tân đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường và khẩn trương truy bắt nghi phạm. Ngay sau đó đã bắt được đối tượng Trương Tính. Được biết đối tượng Tính vừa mới trở về địa phương sau gần 3 năm cai nghiện ma túy và không thường xuyên cư trú tại nhà.